chúng ta tiếp tục tìm hiểu sang một cái bảng thông số setting thứ ba đó là Phi Thì bảng này ý nghĩa của nó là thiết lập cái yếu tố môi trường, môi trường môi trường này về vào, vào trong cái tác động đến công trình của mình đấy. À, lưu ý này, là sang cái phiên bản cao hơn mình đã trải nghiệm phiên bản 3.0 rồi đấy thì cái bảng này nó sẽ tách thành hai bảng nhé. Nó tách nó sẽ tách cái phần sky ra một bảng riêng. Nhưng tại phiên bản 2.9 thì nó vẫn đang gộp lại với nhau. Sau này các bạn có nâng cấp phiên bản này các bạn sẽ hiểu là nó chỉ tách ra thôi, chứ không phải là nó thêm thắt Đó. Thì mình sẽ giới thiệu uh, uh, tất cả những ý nghĩa thông số của bảng này như sau này uh, White background, tức là đôi khi các bạn muốn render một cái background, các bạn muốn đưa về màu trắng Ví dụ như là trong nội thất ấy, thì mình đôi khi các bạn hay thích render cái cái phong cách uh, Scandival, các, các kiểu đấy Các bạn muốn, muốn cái background nó thành màu trắng, các bạn đưa về là xong này đấy, Rất nhanh đúng không? đôi khi mình thấy là background màu trắng cũng khá là ấn tượng kể cả ngoại thất nhé trường hợp mà chúng ta nhìn thấy cây cối nó lấp liếm hết rồi chúng ta lại thêm hiệu ứng sương mù các kiểu nữa đấy thì hiệu ứng này nó làm cho bài cho công trình mình nó trắng trẻo sạch sẽ tại môi trường ánh sáng nó tác động vào công trình chúng ta nó sẽ là ánh sáng trắng đúng không nào còn khi chúng ta sử dụng background này mình bật lên thì nó sẽ phản chiếu tất cả mọi thứ vào công trình của mình sẽ ở dạng là màu trắng nhưng ở đây nó lưu một điều này, khi chúng ta bắt tắt background thành màu trắng đi rồi nhé à, Nhưng mà trong kính này, trong kính nó vẫn phản chiếu cái mây nhé, nhìn ý này Nó vẫn phản chiếu cái mây, nó chỉ tắt cái background ở phía sau thôi, thành màu trắng thôi, lưu như vậy Rồi, à, thông số fog này, nó chính là thông số điều khiển về cái sương mù, sương mù trong khí quyển ấy Sương à, mù thì bạn hiểu là sương mù cũng được và bạn hiểu là bụi khí quyển cũng được nhé trong 3D mình biến biến hóa mà đôi khi bạn bạn muốn diễn tả cái buổi chiều hoàng hôn à, rồi thì không khí bị vẩn đục, bụi khí quyển nó nhiều. Xe cộ đi nhiều mà nó tạo ra bụi khí quyển bạn hiểu nó, nó bụi cũng được. Mà ban uh, buổi sáng sớm thì bạn hiểu là gì? Là hiểu sương mù. Đúng không? Bây giờ mình kéo lên này, nó sẽ mật độ sương mù nó cao hơn. Nó nhiều, nó nhiều lên. À, hiện tại nó mờ mờ sương sương đây. À, và muốn nó thấp đi nhé, bạn sẽ điều khiển cái thông số 2. 2 là độ cao thấp. Đấy, mình sẽ hạ thấp nó xuống hoặc nâng cao lên Đấy chưa à, các bạn phải có nhiều vật thể xa gần nhé phải có nhiều cái cây cái nhà cái cửa có cái xa cái gần thì khi đó mình có, có cái sự cảm nhận tốt về sương mù hơn nhưng nếu các bạn mà à, đây này các bạn ít ít đối tượng quá thì nó cái bệt bệt ra nó không có cảm nhận về chiều sâu vật thể dần gần đúng không thì nó rõ mà vật thể xa nó sẽ mờ dần mờ dần đó hiểu cái sương mù có khi mình cho một tí vào cho bàn nhìn nó có cảm giác nó có chiều sâu hơn, tất nó có cảm giác xa gần hơn. Đôi khi uh, background bạn dựng rất là rất là xấu, cái phía, phía sau lưng này, phía, phía chân trời này, bạn dựng xấu thì bạn phải tìm cách để lấp lếm để che bớt đi để tạo ra cảm giác nó nó nó, đỡ lộ liễu đi đúng không? Các bạn phải thêm tí sương mù vào thì bài nó cảm giác nó gì? Nhìn hay hơn. À, nếu mà bài các bạn dựng kỳ hình kỹ, đúng không? đẹp thì các bạn thấy gì? Giảm bớt sương mù đi để phô diễn những cái gì bạn diễn được đúng không nào đấy kiểu như vậy đấy, đôi khi các bạn dựng mỗi một công trình vài cái cây phía sau thì bạn kéo sương mù lên cho nó bài nó tạo ra cảm giác có chiều sâu chiều xa ok chưa à, innovation cái bảng này ấy, là thiết lập chủ yếu là về gì về cái bầu trời bầu trời hoặc là cái bầu, bầu trời thì bao gồm có gì bầu trời bao gồm có mặt trời và gì trăng sao đúng không? mặt trời trăng sao đấy ý mình nói là như vậy còn cái mây gió thì mình chỉ chỉ ở phía dưới nhé ở phía dưới này bây giờ mình tìm hiểu này à, sunlight và brightness chính là cường độ chiếu sáng của mặt trời khi chúng ta kéo lên quá cao này thì bạn sẽ thấy là cường độ chiếu sáng mặt trời rất là mạnh Đấy, lưu ý một điều nhé chiếu rất là rất mạnh nhưng mà ấy, cái background phía sau này cái background phía sau nó vẫn giữ nguyên nó không sáng đây là một cái điều mà nó hơi vô lý đúng không ánh sáng mặt trời sáng thì nhưng mà nhưng mà cái background này phía sau này nó lại tối thế làm sao để mà cân bằng cả hai cái cho nó, nó 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 đúng thì các bạn phải kéo làm sao nhé kéo làm sao ấy để cho cái độ sáng giữa cái trời cái bột cái cái background nền trời này và cái ánh sáng nó phải vừa đủ với nhau Đấy, nếu giả sử các bạn kéo thật thấp xuống để cho gì để cho nó tương đối nó giống nhau thì bài nó bị tối nếu bài bị tối thì chúng ta lại quay lại gì rendering quay lại rendering để làm gì để tăng sáng lên đấy chứ các bạn các bạn đừng dùng cái cách là, là 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 tăng mặt trời cho nó sáng lên đừng dùng cách đấy nhé chỉ tăng làm sao để nó phù hợp với cái, cái, cái ảnh ở phía sau này cái bách cái, cái mây trời phía sau này và cái ánh nắng ở phía trước nó phải phù hợp nhau nhưng nó còn phụ thuộc vào cái gì vào cái thời gian vào thời gian thời điểm của một cái cái bối cảnh nữa cơ thời gian thời thời điểm mình chỉnh ở đâu mình chỉnh ở đây này sao đâu cái phương pháp thứ nhất là chúng ta sẽ chỉnh ở sao đâu sau đâu là ánh nắng mặt trời đấy của cách chắp thì khi chúng ta thay đổi thời uh, cái thời gian này tham và đết này nó sẽ ảnh hưởng đến tác động trực tiếp đến cái 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 sunlight, cái mặt trời trong en kép luôn mình thử nghiệm nhé đó mình kéo cái thanh trường này đấy, thì mình thấy mây cũng trôi này đấy, mặt trời cũng thay đổi vị trí này hay không đấy, tập, bây giờ đang <laughs> sắp mặt trời sắp mọc rồi, buổi sáng này lên này lên này lên này, lên này. đó mặt trời mọc dần này và lặn dần này đấy, hay, hay chưa thì khi đó bạn thấy này nó cũng tự động cân bằng cho mình luôn cả về cường độ mặt trời các bạn thấy không? mặt trời cũng giảm bớt bầu trời cũng giảm bớt nó cũng tối bớt đi cái background nó tối bớt đi hai cái nó tự động cân bằng nhau Thế cho nên là đôi khi chúng ta cũng không nhất thiết phải tăng giảm cái cường độ mặt trời này đâu không nhất thiết phải tăng giảm đâu nếu trường hợp nó sáng quá hoặc tối quá thì bạn tăng giảm thôi vì trường hợp này mình muốn nó dìm bớt đi thì kéo xuống thôi kéo xuống đó, nó tăng lên nhưng tăng lên cẩn thận nhé cẩn thận là nó không cân bằng nó không bằng cân bằng giữa bầu trời và và cái ánh sáng chiếu trực tiếp này nó sẽ gây ra hiện tượng rất là giả nhé chứ là mình kéo nhầm đây là exposure nhé đúng không mình sẽ sang mục ớt mốt này Đấy, kéo lên này công trình sáng lên mà nền vẫn đứng yên này rất là điêu đúng không nhìn như kiểu ghép xốp như kiểu ông ghép phô xốp lỗi ấy. Nên làm sao mình phải kéo làm sao cho phù hợp nhé à, tiện ở cái vị trí mặt trời này ấy, thì mình lại giới thiệu các bạn một cái tính năng rất là tuyệt vời của Encape đó là thiết lập được cả bầu trời đêm các bạn nhìn này Night Sky Brightness tức là ánh sáng trời đêm độ sáng của trời đêm Shadow Subnet là bán kính bóng đổ nhé, độ mềm bóng đổ thì mình giới thiệu cái Shadow Subnet trước này các bạn thấy thấy trên mặt sàn nhà nó sẽ có một cái bóng đổ của lá cây đúng không Đấy thì tùy cái vị trí đổ bóng của cái cây là xa hay gần cái nền cái nền đất này, này. xa hay gần thì nó sẽ mềm cứng khác nhau nhưng mà nói chung là chúng ta phải dựa theo cảm quan của mắt nhìn muốn đẹp hay xấu thì chúng ta phải tăng giảm nó đây kéo về thì nó mềm nhé nó mềm hơn còn kéo lên đấy thì nó sẽ sắc nét đấy, nhìn sắc nét đôi khi sắc nét quá thì nó hơi giả đúng không hơi giả thì chúng ta phải kéo về một chút nó mềm mềm một chút các bạn tạo ra những hiệu ứng bóng đổ này lên tường này lên sàn này lên cửa kính này lên rèm này nhìn nó bài cái bài của bạn sẽ rất đẹp nhìn nó nó linh động hơn sinh động hơn thì nó uh tình cảm hơn này và tạo ra cảm giác có chiều sâu hơn hơn nhất hơn nhất nữa là gì cái vật liệu ấy nó sẽ diễn tả một cái hiệu ứng nó tốt hơn nếu các bạn để mà công trình chúng ta không có bóng đổ lá cây lên vật thể này thì ta sẽ nhìn cái sàn này nó trắng cái sàn gạch nó trắng tinh nha nó rất là xấu Đấy, khi chúng ta tạo thêm những hiệu ứng bóng đổ này vào thì nó nhìn cái, cái sản phẩm chúng ta nhìn nó sinh động và có cái chiều sâu và có sự kỹ hơn kỹ lưỡng hơn đúng không nào chứ các bạn đừng có lời nhé và nhớ thiết lập cái bán kính bóng đổ thiết lập bán kính tốt thì nó sẽ tạo ra những hiệu ứng hoa nắng khi chúng ta di chuyển lá cây di chuyển khung hình này lá cây nó rung, nó tạo ra cái hoa nắng nó cứ rung rinh rung rinh nhìn nó rất là sinh động đúng không nhìn hay ho đúng không nào có nhớ cho mình rồi quay sang cái phần uh, lại cái phần nice sky Bonnet và cái phần monsai uh, monsai đây kích thước mặt trăng đúng không kích thước mặt trăng còn cái nice sky Bonnet nó chính là cái độ sáng tối của bầu trời đêm thì làm sao để có bầu trời đêm bây giờ Đấy, thì đây các bạn xem nhá mình sẽ thu gọn cái bản này cho các bạn sẽ nhìn À, mình sẽ trở về cái xin này đi à, mình có một cái giải phương pháp mà tạo điều chỉnh cái 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 thứ nhất là cái độ xoay của ông mặt trời ngoài cái cách điều chỉnh bằng cái sao đâu trong cái chấp nhá thì có một giải pháp nữa đó là cái gì dùng phím u và phím y nhá phím u và phím y như này dùng phím y này con thấy mặt trời và mây nó trôi không Đấy, nó sẽ thay đổi bối cảnh nha lặn xuống này bạn xuống các bạn nhìn cái giờ nó báo chỗ này nhá chỗ này nó báo cái giờ nó hiện lên này u và y nhá lên này nó đang 21 giờ đêm này 21 giờ đêm Đấy, 1 giờ sáng lên mặt trời mọc thấy chưa nhưng mà khi chuyển sang trời đêm rồi ấy thì chúng ta thấy có hình cái biểu tượng mặt trăng nó hiện lên không việc chuyện trăng sao hiện lên này thì làm sao thấy trăng sao bây giờ mình nhìn lên trời nhá mình ra xa xa nhìn trời này không thấy đúng không chúng ta không thấy đúng không chúng ta sẽ quay sang cái bảng này tăng cái độ sáng của trời đêm lên tăng độ sáng trời đêm lên mà vẫn chưa thấy thì chúng ta sẽ sang bảng rendering và tăng cái exposure lên exposure lên đây đó trời đêm thấy chưa à, điều chỉnh lại giờ một chút nha mình sẽ dùng phím u và phím i vẫn hơi tối đúng không nhỉ hơi tối một chút này mình sẽ ớt một phi đây, tăng ánh sáng trời đêm một chút nữa Đó Ebay Cái highlight và vòi nét thôi Để cho nó đỡ bị đen thui quá đúng không Đây, bạn nhìn nhá Tại sao trong nhà nó sáng rực này Tại vì cái khi mình Mình tăng cái x rùa lên này Thì tất cả bầu trời đêm Nó đều sáng lên cùng Thì cái đèn bên trong nhà nó cũng sáng lên cùng Đấy, Tại vì bên trong mình có đặt một cái bóng đèn mà đâm ra các bạn phải có thể giảm bớt cái cường độ bóng đèn xuống đi cũng được Nếu các bạn muốn diễn đêm đúng không Đó. bây giờ mình hướng dẫn thêm về cái cách điều chỉnh cái cái trời đêm nhé cái trời trăng sao mây mù đấy nhìn này mình đứng ở vị trí này nhé Trăng sao một chút để các bạn dễ quan sát thôi à, đâu nhìn mặt trăng chỗ nào nhỉ Đây, mặt trăng mình sẽ tìm thấy mặt trăng nó đang ở đỉnh đầu này đó trên đỉnh đầu nhìn đó thì mình sẽ điều chỉnh cho mặt trăng nó hạ thấp xuống nhé mình sẽ hiện dùng cái phím u và phím y này, hạ thấp xuống này đó đây mặt trăng đây bây giờ cho nó lấp ló ngọn cây nhá nó hay chưa mặt trăng nhìn cũng khá là rõ nét nhỉ u này cái này là đang ở ranh giới 18 giờ gần tức là bạn ấy nhá khi mặt trăng chuyển về lặn xuống đây mình đang đang là giai đoạn mọc lên này. Thường cho cái bầu trời. Bầu trời. Tại vì đây mình đang điều chỉnh 18 giờ 18 giờ 17 mà. Tức là gần tối mà. Đấy khi mà chúng ta chuyển sang đêm hẳn này, đêm hẳn này. Đấy có thể mặt trăng nó sẽ làm ở đâu đó góc khác. Đây mặt trăng thích trên này, thấy chưa? Cái tầm này là tầm đêm rồi đấy và khi nó sáng dần nhé, nó nó sẽ đổi đổi cái chiều hướng cho cái ông mặt trời luôn đấy chúng ta phải chỉ chuột vào giao diện kết chấp chứ chỉ vào đây không được không được đâu nhá phải chỉ vào giao diện kết chấp này à, giao, giao diện giao diện ăn ấy, thì chúng ta sẽ điều khiển phím u và phím, phím y đấy. đấy thấy không thì u và y là gì nó có để tưởng tượng đây là trái đất này đúng không mình sẽ đứng đây là công trình của mình đứng chỗ này thì nó sẽ đảo ngược vị trí bầu trời và mặt trời ấy, và mặt trăng mặt trời mặt trăng nó gần như nó đặt ngược ngược nhau ấy thì khi ông này lặn xuống thì ông này lại mọc lên mặc định nó đặt như vậy để cho chúng ta dễ tưởng tượng và điều chỉnh được chưa nhưng mà ấy, nhìn theo phương diện mặt bằng nhé mặt bằng như là này thì quả địa, địa cầu của chúng ta đây nhá công trình của ta chúng ta đây nhá thì mặt trăng của chúng ta đây mặt trời của chúng ta bên này nhá thì làm sao để xoay cái hướng của ông mặt trăng mặt trời theo chiều này này hay chiều này này thì tức là theo chiều xích uh, đạo, tiểu kinh độ hay kinh độ, ấy, hiểu không? chiều ngang hay chiều dọc của cầu ấy, thì nó có một cái phương pháp như này. Đây, đầu tiên mình sẽ hạ cái ông mặt trăng nó thấp thấp xuống nhá. Mình sẽ cho tầm, đây tầm này, <laughs> tầm gần sáng đấy, gần dạng sáng đấy. nhìn là mặt trăng này đúng không? Thì làm sao dịch chuyển mặt trăng không theo chiều cao chiều thấp Mà theo chiều ngang Để cho mặt trăng sang trái sang phải Thì chúng ta sẽ dùng phím tắt Đó là can chun Y Và can U nhé Can U và can trôn Y Đấy Nó sẽ xoay mặt trời và mặt trăng xung quanh nhé Xung quanh cái quả cầu Theo chiều ngang Theo chiều ngang Còn U và Y là theo chiều dọc Còn hiểu chưa? Theo chiều dọc Thực ra là có một phương pháp nữa là Ờ, phím ship hôm trước mình có giữ phím ship nó cũng tác động được này Đấy. nhưng mà phím ship nó hơi buồn lạ một chút là nó sẽ xoay một mình có thể mặt trăng nó xoay này mình phóng to lên nhé u này u này y này thấy không nó xoay cái khoảng cách rất là xa nhưng mà khi mình giữ phím ship này gần như là nó sẽ xoay cái vị trí rất là gần này rất là gần này đó cái này tùy các bạn cảm nhận nhé mình mình cũng khó mà đánh giá được cái này gọi nói nói chuẩn xác cho bạn là nó cứ đạo quay nào, nó nên nói như nào đó này quay này gần như nó quay lên quay xuống này quay lên quay xuống này thấy chưa và các bạn cứ trải nghiệm đi u i y. y ngắn nhá và ship u ship Y Ctrl u Ctrl i thấy chưa mình hiểu cảm nhận rất là rõ u y là gì và căn chân u căn chân y là gì còn ship y thì nó hơi cái quỹ đạo quay của nó nó hơi lạ lạ một chút này nó quay một cái bán kính nó hơi nhỏ nhỏ một chút thì mình không hiểu rõ này bán kính quay kênh quay cái quanh cái vật thể gì luôn đấy à, thôi cái kệ thôi chúng ta cứ hay ho đúng không <laughs> thằng vray thì nó không có mặt trăng đâu nhưng thằng ketchup thì nó à, thằng enkep thì nó có mặt trăng đó khá đẹp đúng không rồi ok mình sẽ dừng lại đây mình tiếp tục nghiên cứu nghiên cứu thông số này à, để tiếp tục những thông số này thì chúng ta sẽ phải đưa nó về cái trời trời ngày ban ngày thì chúng ta sẽ cảm nhận tốt hơn thì chúng ta sẽ đưa về ban ngày à, có một lỗi nữa mà chúng ta mình chưa phát hiện ra đó là khi mà chúng ta bằng phím u và phím y căn trụ u căn trụ I Shift y u Shift y thì chúng ta điều khiển được hướng mặt trời nó khác đi nhưng mà ấy, chúng ta sẽ không quay trở lại để đồng bộ với cái gì đây cái sơ đâu của cái chắp lại không đồng bộ được lại nhé Đấy, có thể nó sẽ có một thông số nào đó để đồng bộ trở lại nhưng mình không phát hiện ra được nữa tức là gì bây giờ giả sử trong en mình đưa nó về ban ngày đi ban ngày thì mặt trời nó quá mạnh thì chúng ta phải gì À, sang mục uh, rendering giảm exposure xuống. Đúng không? Tại vì ban ngày mình cố tình kéo lên để cho mặt ban đêm nó sáng mà như ban ngày thì lại quá sáng. Đó. Thì cái điều mình muốn nói ở đây là gì? Là cái hướng của mặt trời. Mình đã xoay bằng U và Y rồi ấy, thì cái hướng mặt trời của shadow cắt chắc này nó không khớp với mặt trời này nữa. Mặc dù chúng ta kéo nó vẫn có sự tác động Đây vẫn có sự tác động Nhưng mà nó Xem nào Mình đang ở đặt ở mục 9 19 Ờ nó vẫn nhận theo nhưng tại sao nó không khớp nhỉ Hôm trước mình đã thử nghiệm là nó không về chỗ cũ đâu U và Y Đây mình đang đặt 10 10 giờ à như vậy là nó vẫn vẫn nhận này đây nó vẫn nhận đây tức là khi mình điều chỉnh bằng mũi tên nhé à, u và y nhé đấy, thì nó sẽ thay đổi ngày giờ là chính luôn à, giờ mặt trời lặn đấy xoay xoay vòng đấy đó và khi chúng ta kéo cái thanh trượt này nó sẽ cập nhật trở lại cập nhật trở lại nhưng bây giờ chúng ta thử nghiệm là căn chân u và căn trụ y căn trụ u và căn trụ y thì chúng ta thấy bóng đổ của mặt trời nó xoay này nó xoay tròn này Đó Thì các bạn hiểu là can U và can chu Y Nó chính là gì? Nó chính là xoay Nhá Các bạn nhìn thấy bóng đổ của cây nó, nó, nó mình cho Cố tình cho bóng đổ nó dài dài một tí Các bạn dễ cảm nhận nhá Khi mình dùng can U và can Y ấy, Về bản chất Nó chính là xoay Thay đổi hướng Bắc Thay đổi hướng Bắc Thấy chưa? Đó Thay đổi hướng Bắc đúng không thay đổi hướng bắc là chính đấy rồi nhớ nhá nó xoay tròn xoay tròn để thay đổi hướng bắc để cho hướng nắng nó cái thay đổi hướng bắc trong kết chấp thì đợt trước mình dạy dựng hình cơ bản này, các bạn có nhớ được cái lệnh này không là thông số so not nhưng mà thông số so này và hướng bắc bên trong này nó không cập nhật theo nhau đâu nhá nó không đồng bộ theo nhau đâm ra là khi đặt đã... căn chân y thì chúng ta cũng chẳng biết là hướng bắc ở đâu nữa đâu chúng ta không biết hướng bắc là chỗ nào nữa đâu Thế làm sao để duy xét hướng Bắc về mặc định ban đầu bây giờ? Chúng ta không biết hướng Bắc trong trong Enkep nó là chỗ nào luôn ấy. đấy. Ngày giờ nó cập nhật theo nhau nhưng mà hướng Bắc nó không đúng thì mình muốn trở về hướng Bắc, hướng Bắc theo vị trí cũ thì không rất là khó khăn. Đấy, thì mình có một giải pháp nữa xem nào. Đây, mình sẽ đưa về múi giờ ở Việt Nam. Múi giờ Việt Nam. À, thực ra khi cài đặt cách chắp múi, múi giờ Việt Nam đúng, đúng rất là cộng 7. Đúng rất là cộng 7 như chúng ta cứ nhận là trừ 7 cho mình nhé Tại cài đặt mặc định kết nó tự nhận cho mình mà Bạn đặt Cơ chế vì sao Các bạn đúng không? Tìm hiểu vật lý Mà xem chúng ta uh, Múi giờ của Việt Nam hình như là cộng 7 ấy. Nhưng mà khi đặt cài đặt ketchup này, Tự động nó nhận là trừ 7 Trừ 7 Đấy, Thì đây chính là cái giải pháp để chúng ta cập nhật lại Cái hướng Bắc và cái giờ Cái thời gian về mặc định là Chúng ta sẽ cập nhật lại bằng cái cái nút này này Đấy, cập nhật lại mình sẽ đưa vào chữ 7 bây giờ thử, thử nghiệm nhé thử nghiệm đến 2 giờ chiều 3 giờ chiều đây hướng nắng tại vị trí này mình thử căn chân u này đổi đi này Đó, sau đó mình cập nhật lại mỗi giờ trừ 5 trừ 7 như vậy là không được, nhỉ, yeah. không được. đây nó không trở về bóng đổ cũ. đây là một điều khá là bất cập đúng không? mình muốn trở về cái cái múi giờ cũ của chính địa phương mình thì nó không trở về được đây này, đó. chúng ta đưa về trừ một bây giờ đưa về trừ bảy, nó không trở về chỗ cũ được. đây là cái điều bất cập, nó hơi bất cập một chút, Hơi kệ nó đi. Đôi khi chúng ta quan tâm để làm gì? Quan tâm để chúng ta tính toán được hướng nắng Việt Nam như ra sao? Quan hiểu không? Tại cái công trình này của chúng ta, tại Việt Nam ra sao? Thì chúng ta vô tình xoay căn chuẩn U và con chuẩn Y nó sẽ lệch đi. Thì khi đó chúng ta không trở về được đâu. Mình cũng không nhớ được là chính xác là bao nhiêu đâu. Nó không ghi cái thông số để lưu trữ cho mình đấy Thôi, mình cứ xoay cho đẹp thôi. Nhờ, yeah. xoay cho đẹp là được rồi. À, tiếp tục thông số tiếp theo này đây là thông số điều khiển về cái horizon là đường chân trời nhé các bạn hiểu là đường chân trời nhưng cụ thể đây chúng ta sẽ nghĩ đến cái này nó sẽ sau lưng này trong uh, uh, các phần mềm khác về đây ấy, các bạn hiểu là nó là hdr ấy nhưng cái này nó khác nhé cái này nó phân biệt rất rất khác background ấy thì nó phân biệt thứ nhất là có cái nền trời nó tách ra hẳn phần trên còn phía phía dưới là những vật thể dưới đất gồm có cây cối cảnh quan nhà cả cửa dưới đất thì nó nó, tách ra thành horizon tức là đường chân trời đấy thì ở đây nó thiết lập cho mình một số đường chân trời có sẵn cho mình chọn này đó cho mình chọn số sẵn đây chưa? Yeah. đó thì uh, đây là cái tính linh hoạt của anh kép đúng không nhưng mà đôi khi chúng ta thích một cái ảnh HDR nó đẹp hơn ánh sáng thực khác bằng cách là đưa về Skybox. Đấy. Skybox cho phép chúng ta load cái ảnh HDR thực bằng ảnh thật vào. Cái ảnh đó là định dạng 360 độ nhé. Thì chúng ta click vào đây này, load này. Load vào đây sau đó tìm đến một cái mục HDR. Thì mình sẽ gửi link cho các bạn tải. Các bạn cần ảnh nào thì tải như về. Cái link đấy rất là nhiều nhé, lưu trữ cực kỳ nhiều luôn. Ví dụ như mình vào cái mục uh, thư viện. HDR. Mình vào cái bộ 16K này chẳng hạn này. Đó. Lấy cái bộ này cho nó dễ hình dung nhé, bộ hdrv V1. Mình uh, thích cái bối cảnh ánh sáng của cái cái ảnh này, này. Số này, này số 1 này, này, đúng không? Số 2 này. Đó, khi chọn xong ấy, nó sẽ lót uh, mất vài giây tại vì nó phải tính toán lại đấy. Đây chính là cái ánh sáng gì Ánh sáng của cái HDR đó Nhá. Nhưng mà khi lót vào các bạn sẽ thấy là nó sẽ không khớp nhau Ví dụ các bạn vẫn điều chỉnh được mặt trời như bình thường này Đấy Rồi mình bỏ tích đi, đi nhé Bỏ độ sáng tối à. à có một số trường hợp như này cái mặt trời thứ nhất là về độ sáng và thứ hai thứ hai là về chiều hướng độ sáng thì chúng ta sẽ chỉnh cái độ sáng HDR ở đâu chúng ta sẽ chỉnh ở phía dưới này Đấy, thế tức là nó tối quá thì là vô lý đúng không công trình thì sáng công trình thì sáng Nên nó hơi vô lý thì chúng ta phải tăng giảm cho phù hợp đấy đây là tăng giảm riêng biệt nhé lưu ý này các bạn dùng đường chân trời mặc định thì nó không tăng giảm được độ sáng đâu nhưng nếu các bạn dùng thay thế hoàn toàn cả cái bầu trời mây trời này mây trời này cả cái cái này này cái cái uh, nền ở phía dưới này thì bạn đưa phải xoay qua cái bóc ấy thì nó sẽ tăng giảm được độ sáng đây là cái khá là hay đúng không mà ánh sáng của ảnh thật nó đẹp lắm rất là đẹp đó ngoài ra này uh, các bạn nhìn nhé đúng với biết đây là cái gì đây là mặt trời của ăn kép tương đương với kết này đây đó đây là mặt trời nó nó hiện lồng vào nhau ấy nó lồng vào nhau và nó đang đứng ở đây này mặt trời của Enkep và Ketchup nó đang đứng đây nhưng nó không trùng hướng với mặt trời của gì HDR này HDR nó bên này cơ Đấy, mặt trời của HDR nó bên này cơ như vậy nó không trùng nhau rất là vô lý đúng không mặt trời của Background là bức ảnh ấy hướng khác mặt trời của kép và Ketchup là một hướng khác thì làm sao cho nó đồng bộ với nhau nó đồng bộ với nhau thì ánh sáng nó đúng chưa đúng? thì chúng ta có một thông số này phần quan trọng các bạn cũng phải cố gắng là nhớ cho mình cái phần này rất quan trọng liên quan đến thiết lập về môi trường và ánh sáng thì phần mềm nào cũng thế thôi thì cái phần ánh sáng môi trường nó đều rất là quan trọng như này các bạn tích vào đây cho mình này khi tích vào đây ấy, ấy, thì mặt trời của kết và mặt trời của an kép gần như là đồng bộ với nhau Tại sao ở đây nó bất lệch một tí nhé <laughs> Đây nó vẫn bất... chỗ này là mặt trời của 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 à, HDR nó ở đây, nhưng mặt trời của ketchup nó nằm chỗ này này. Thực ra đây là cái thư viện ảnh của mình nó không chuẩn về cái cái chiều hướng. Đây mình tìm hiểu, nó nó nói chung là nó cũng khá là tương đối rồi, đây khá là tương đồng rồi này. Để mình xem xoay thử một hiệu ứng này xem sao nhé à, mình hiểu rồi đó là do mình đã tác động can chuẩn u và can chuẩn y nên đâm ra hai ông mặt trời này không trùng nhau đây này nó không trùng nhau nữa tại vì chúng ta đã sửa xoay solenoid của gì của cái thằng en kép đâm ra là hai mặt trời này không trùng nhau Đấy, đây là cũng một cách để chúng ta quay nó trở về cũ để cho hai mặt trời trùng nhau đó là dùng can chuẩn u và can chuẩn y này <laughs> thằng S kép hay nhỉ đúng không Nói chung là mình khuyên ban đầu các bạn đừng dùng Ctrl U và đừng dùng Ctrl Y là hay nhất. Mình khuyên là như vậy. Thằng ở đây, một thằng bên này. Nó chưa khớp nhau lắm đúng không? Đấy, cho nó khớp nhau. Được chưa nào? À, muốn, các bạn muốn duy xét lại từ đầu đi. Từ đầu để mà cho nó khớp nhau hoàn toàn. Nó khớp nhau hoàn toàn nhé. Kể cả cái solenoid của en kép tức, tức là hướng bắc của Encape ấy. À, nó bị lệch như vậy, bạn xoay vô tình dùng căn chuẩn u gần lệch như vậy thì bây giờ muốn set, reset, duy xét hết thì bạn tốt nhất là bạn duy reset toàn bộ setting đi. Mình sẽ dùng tính năng reset này, sau đó kích vào đây này, reset to default, thì nó sẽ duy reset toàn bộ cái setting của kép trở về mặc định, trở về mặc định, đấy. Tại vì những thông số cực nhanh, cho vài cái chuột là xong rồi. Thông ra việc duy xét mình đừng ngần ngại nếu như mình làm lỗi thì đừng có ngần ngại duy xét. Thấy không? giờ mình trở về xin này. Trở xin này. Đấy, duy xét setting hơi xấu một tí đúng không? Mình lại kéo cái highlight sáng lên một tí, kéo cái contrast tối một tí, kéo cái bóng đồ mặt trời nó nó đẹp đẹp một chút. Đây, hiện như này. Rồi, rồi ớt rendering mình kéo này tối đi một chút ớt phi mình kéo cái gì sunlight mặt trời giảm đi một chút vân vân đó đến cái mục môi trường đến mục cái mục hdr nhé bây giờ chúng ta lót lại này skybox sau đó chúng ta lót lại hdr lúc lại anh đi nhé giả sử mình dùng cái hdr buổi chiều đi buổi chiều này để xem cái sự đồng bộ nó như nào nhé mình kích vào cái cái hoàng hôn này đây cái cái số 9 này hoàng hôn này nó thấy chưa thì cái ảnh hoàng hôn đã được đưa vào nhưng mà ánh nắng mặt trời cũ này mặt trời của en ban đầu ấy nó vẫn giữ nguyên chúng ta điều khiển sun lam mà xem nó vẫn giữ nguyên như vậy hai mặt trời đã không trùng nhau mặt trời của hd phía sau này còn mặt trời của N kép thì nó đang ở gì phía trước phía trước phía trước công trình vậy chúng ta đồng bộ hóa lại tích vào đây để đồng bộ nhé đồng bộ bây giờ có thấy không hai mặt trời nó sẽ đứng đúng cùng một chỗ Đó, nó đứng cùng một chỗ nhau chúng ta tìm sẽ không thấy mặt trời nữa đâu không tìm thấy mặt cái mặt trời đây là một chút mặt trăng nhá mặt trăng của cái bức ảnh ấy. Đây, một chút bé bé này và không thấy mặt trời của ăn kép nữa. Tại vì sao? Tại vì chúng đã đồng bộ. À nó lệch nhỉ, nó lệch nhỉ. Hãy suy ra cùng nó vẫn lệch một chút nhỉ. Mình sẽ nghiên cứu tại sao lệch nhé. Tại sao lệch như vậy? Đây những bộ thư viện của chúng ta khi mà chúng ta tải trên mạng ấy, thì đôi khi cái hướng mặt trời nó không chuẩn ở chính giữa bức ảnh hiểu không? một số bức ảnh nó chụp chính rất là chính giữa một số bức ảnh nó chụp lệch ví dụ như các bạn vào những bộ này chẳng hạn này Đấy, mặt trời trong bức ảnh đó nó chụp lệch thì nó khi nó nhận ấy, nó sẽ bị lệch nhau cần mặc định chuẩn ấy thì mặt trời của bức ảnh HDR chúng ta chụp ấy, nó phải nằm giữa bức ảnh thì khi lót vào trong ketchup hay là vray hay là ăn mặc định cái ảnh này nó sẽ nằm ở phía trục x âm nhé phía trục x âm của cái phần mềm đó Đấy. thì vì vậy đâm ra đôi khi nó lệch cái này vấn đề này không sao nhé à, các bạn cố gắng chỉnh thôi suy ra cùng thì vẫn phải dùng phương pháp căn u và căn y để điều chỉnh cho nó khớp nhau đúng không nào đây này hai cái nó lệch nhau một chút mà nhưng mà độ cao mình thấy các bạn thấy không? nó rất là giống nhau này độ cao rất là giống nhau đúng không đấy là cái sự thông minh rồi còn nó trùng trùng khớp nhau được hay không là do bức ảnh nó không chuẩn thôi. Đấy. Thử xua sure nốt này được nhá. Đấy, chúng ta xoay bằng xua sure nốt này cũng được này. Hoặc là không bằng cái này thì dùng định căn chỗ U và con chỗ Y nhé. xem nào, chụp. Mình xoay một góc nhỏ nhỏ nó trùng này. hết rồi đúng không? Ok nhé Thôi kệ đi. Nói chung bạn cái nhớ này cho mình là được là để đồng bộ hóa, để đồng bộ cái hướng của ông mặt trời của Enkep và hướng mặt trời của HDR thì chúng ta tích vào dấu tích đó. Nó đồng bộ một cách tương đối đây, nó không được chuẩn hoàn toàn. Nếu các bạn muốn chuẩn hoàn toàn, các bạn phải chủ động xoay lại cái mặt trời của gì? Mặt trời của Enkep. Đó. ngoài ra thì quan tâm cho mình trong số này nhanh nữa nhé rotation rotation là góc xoay của chính cái hdr này, này thì nó hay ở chỗ là khi chúng ta xoay rotation của hdr nó xoay cả mặt trời đi cùng nó hay không cái độ vàng màu vàng của mặt trời bây giờ nó đồng bộ với nhau nó sẽ sử dụng màu vàng của mặt trời chính là cái màu vàng của hdr cái chuyện hdr mình chọn màu gì thì nó sẽ ra mặt trời tương ứng kiểu như vậy đây là cái một cái cái yếu tố mình đánh giá nó khá là thông minh bây giờ mình trở về xin 3 nhé, xin ba này, đấy, mình sẽ xoay cái mặt trời của cho đẹp này, các bạn sẽ thấy là ánh sáng mình đánh giá ánh sáng của hdr khác, nhìn rất đẹp luôn, đó, chỉnh lại một chút về cái tương phản nhé, về tương phản, à, về cái độ sáng tối, đấy. màu sắc này saturation này, à, thấy không? Ánh sáng của HDR nhìn rất là tình cảm, rất là thật. Nếu các bạn, các bạn tối mà tận dụng được tốt HDR thì nên sử dụng ảnh HDR. Đây là cái hay của nó. Nhưng mà à, nó luôn có những hạn chế riêng, đúng không? ảnh sáng, độ, hướng sáng, màu sắc đều do bức ảnh nó quyết định. Và hơn nữa là khi sử dụng HDR rồi thì chúng ta sẽ không thể điều chỉnh mây điều chỉnh mây của cái gì của end kép và chúng ta cũng không thể điều chỉnh cái shadow này nữa nó không tác dụng nữa nhé tại vì là nó sử dụng hoàn toàn hướng sáng hướng mặt trời của gì của hdr mà Thế cho nên là cái thông số này nó không tác dụng nữa khi chúng ta bỏ cái dấu tích đi này thì cái thông số này mới có tác dụng này đó và khi chúng ta tích vào thì mặt trời trong shadow trong end kép và trong ketchup nó không tác dụng nữa để cho bạn nhớ cho mình nhé Ok, tùy các bạn nhu cầu thích sử dụng cái ánh sáng gì Là một cái khá là hay và ấn tượng đúng không Nhớ tăng giảm cái độ sáng của cái nền trời ở phía sau hợp lý, đây các bạn nhìn này Đấy, Bây giờ mình Tăng giảm ánh sáng nhìn rất đẹp luôn, nhìn rất ảo luôn Đó ảo chưa Màu sắc rực rỡ quá thì mình sẽ sang eBay mình lại gì Giảm bớt nếu các bạn dù chỉ chỉ sử dụng ánh sáng thông thường của gì của Enkep thì rất chưa chắc đã làm được cái màu sắc ánh sáng kiểu này đâu. Nhưng mà HDR nó làm được. Và nguồn nguồn HDR thì rất là phong phú. Các bạn lên cái trang web à, cung cấp HDR mình sẽ gửi các bạn link nhé. Thì cái trang đó nó cung cấp HDR cực kỳ nhiều luôn. Đây mình sẽ có một cái link lưu trữ HDR cho các bạn. Các bạn nhớ vào cho mình cái nhóm học viên suy đu Học viên suy đu sau đó truy cập cái cái link dưới cùng này mình đính ở dưới cùng đấy còn vào đây các bạn sẽ thấy cái bộ hdrv1 là cái bộ hay dùng mình hay gặp hay dùng trong render kể cả vray nhé và cái bộ này là cái bộ là một cái trang người ta cung cấp cho mình những hdr khá đẹp đấy thì mình cũng hướng dẫn cách các bạn tải luôn một số bạn mới tiếp cận thì chưa hiểu khái niệm hdr lắm đúng không hdr là một định dạng ảnh ở dạng 360 độ khi chúng ta dùng ảnh này để làm môi trường thì nó sẽ áp lên một quả cầu khép kín nó sẽ được áp lên một quả cầu khép, 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 kín nhé và công trình của chúng ta sẽ đứng giữa quả cầu đó để nhìn ra quả cầu rộng lớn kia đây là một quả thì bây giờ để tải ảnh này về các bạn có thể tìm theo chủ đề này như chủ đề sáng sớm chiều ở vị trí nào vị trí nào này rồi các bạn sẽ kích vào đây chẳng hạn này được chưa kích vào link này thì khi tải về chú ý nhé cái này ảnh này mình tải rồi mình tải một cái ảnh mới đi cái ảnh này mới này mình muốn tải ảnh này nhá mình kịp đây chuột giữa sau đó lên nó lên một cái uh, sao một cái trang mới thì đây là ảnh preview còn dưới này là link tải link tải thì để tải cái ảnh này các bạn lên tải cả hai về để cho dễ nhìn mà phải tải cả hai chuột phải này lưu ảnh này sau đó bạn lưu vào thư mục HDR của các bạn đây thư viện HDR 16k thực ra nó lên bây giờ nó nó cho cho cả 19k đấy mình lưu vào đây thì mình giữ ảnh này đã. Sau đó mình lăn xuống mình tiếp tục mình tải cái HDR thì uh, tùy các bạn dùng mục mục đích muốn dùng ảnh 8K hay là hay là 19K thì các bạn lưu ý một điều này. Nếu dùng ảnh chất lượng càng lớn nhé thì load nó càng lâu, render càng lâu hơn. Nhưng mà chất lượng và ánh sáng thì nó càng đẹp hơn, đúng không? Nói chung là ông nào máy khỏe thì cứ dùng ảnh to cho mình. Mình kích vào đây để mình lưu để mình tải về. Mình sẽ tải ảnh 19k. Thì mình giữ nguyên cái tên này này. Giữ nguyên tên này, này. Thì folder của chúng ta nó sẽ có cả ảnh preview và cả ảnh gì ảnh HDR. Cái ảnh HDR này muốn xem được nó thì phải vào trong Photoshop nhé Phải mở nó bằng Photoshop thì mình xem được. Cho nên chúng ta phải lưu cả ảnh preview bên cạnh để chúng ta dễ gì. Dễ nhận biết nó là ảnh gì, hình ảnh ra làm sao. Và khi lót ảnh nhớ lót ảnh đuôi chấm HDR chứ đừng nuôi lót ảnh chấm JPG. JPG nó cho ánh sáng rất là xấu nhá, nó không đẹp, nó đều và rất là bệt. Nó bệt. Còn HDR là một loại ảnh đặc biệt kể cả các bạn render Vray hay là Lumion. HDR là loại ảnh rất đặc biệt lưu tích được ánh sáng mặt trời và phóng những tia sáng ngược để chiếu vào công trình của chúng ta. Để hiểu không? Nó sẽ lưu chính, lưu tích được ánh sáng của chính ông mặt trời này, này vào trong bức ảnh. Và khi sử dụng Vray hay là Encape hay Lumion thì nó sẽ phóng ánh sáng của ông mặt trời này ra cái công trình và nhận được chính những ánh sáng của màu xanh này, màu đỏ, màu vàng của chính ông mặt trời này rất nhiều. Đấy, cho nên là sử dụng ảnh ánh sáng HDR làm cho bài mình nó sẽ đẹp hơn. Được rồi. Tiếp tục chúng ta sẽ tìm hiểu cái phần này. Để tìm hiểu cái phần dưới chúng ta sẽ bỏ cái gì? Bỏ cái skybox đưa về À, cái bầu trời mặc định những cái hình ảnh trên đường trên trời của sẵn gì của endkip có sẵn thì chúng ta sẽ điều khiển được thông số phía dưới đó thông số tiếp theo chúng ta tìm hiểu đó là wind wind là gì là gió à, khi chúng ta kéo tăng intensity lên này nó sẽ làm cho gió gì thổi mạnh hơn Lước, uh, nước nước rung mạnh hơn này lá cây rung mạnh À, mình sẽ để đổi chiều hướng gió bằng cách là kéo thành trượt angle này nó sẽ là cái góc xoay của của gió của hướng gió đấy. đấy chúng ta thấy gió thổi từ trái phải không? bây giờ mình kéo lên này gió đây thổi ngược một à, từ phải sang trái này. thấy không? các bạn quan sát cái dòng nước nó chảy nhé, ok chưa? đó. À, tuy nhiên là mình khuyên một điều là nếu các bạn render mà không cần làm phim hoặc là sau này làm phim thì các bạn bật sau mình khuyên một điều là các bạn nên đưa tắt hết gió đi. Để làm gì Khuyên nhé Tắt hết gió đi Để cho quá trình Cái preview nó nhẹ hơn Chứ bật gió lên ấy. Mặc dù không có gió Nhưng nước vẫn rung Nước nó vẫn rung Thì đấy là do Mình thiết lập nước mà thôi nhá, Chúng ta sẽ thiết lập vào Phần nước Nước thì Giả sử mình đổ Một cái chất liệu water này Water Mình đổ ở đây này đấy. đấy Các bạn đợi, bỏ hết gió đi nhé mà nước nó không dung nữa thì các bạn muốn nó dung thì phải các bạn phải thiết lập ở một ở cái phần vật liệu. Thì vật liệu chúng ta sẽ đi sâu về buổi khác. Tuy nhiên mình sẽ hướng dẫn luôn đó là muốn nước luôn dung thì chúng ta sẽ không sử dụng gió của gì, không sử dụng gió của ớt mất phi nữa mà sẽ sử sử dụng gió để tác động lên vật liệu riêng này, kích vào đây này. Nó sẽ tạo ra một loại gió riêng riêng biệt. Đó. Đây là gió tác động riêng cho một loại vật liệu riêng Thì cái này mình tìm hiểu sau nhé Mình tắt đi Ok Đó Đây là thiết lập gió chung Cho toàn bộ không gian Nếu mà render ảnh thì bỏ qua đi Tại vì render ảnh mà các bạn kéo gió lên nhé Thì render cùng một khung hình Nó sẽ ra hai ảnh khác nhau Các bạn hiểu tại sao không Nếu các bạn kéo gió lên ấy, Cùng một cái khung hình vị trí này này Nó sẽ ra, cho ra bạn render hai lần nó sẽ ra hai ảnh khác nhau lần thứ nhất là cái lá cây nó ngả theo chiều này lần thứ hai lá cây nó ngả theo chiều khác hay đâm ra là có một số trường hợp cái lá cây nó vô tình che mất cái bầu trời thì nó tạo ra bóng đổ xuống nền mình không chỉnh cái gì cả mà tự nhiên render hai ra hai, hai ảnh khác nhau là vì vậy đấy là vì gió đâm ra các bạn nếu mà render ảnh tĩnh thì mình khuyên một điều là gì kéo bỏ gió đi kéo bỏ gió đi nếu render phim thì hãy làm gió nhé ok Cloud là gì là mây thiết lập mây à, mình sẽ zoom sao một chút để nhìn mây rõ hơn này density là mật độ mây thì cụ thể mây ở đây ấy, nó chính là mây cụm mình phân ra là hai loại mây mây cụm và mây tan mây cụm là những đáng mây to này mây to tạo hình quận nó quận thành đám mây to rõ rất là rõ ràng đúng không Thì cái density nó chính là mật độ nhiều mây hay, hay ít mây cụm Ví dụ chúng ta kéo sang trái thì đám mây nó sẽ tập kết lại thành nhiều đám mây to hơn, điều đám mây to hơn. Và kéo lên thì mây nó sẽ phân tán thành những đám mây nhỏ hơn, nhỏ hơn thì cảm giác mây thư hơn. Đó, đây, đám mây thảo nhỏ hơn đây. Tập trung lại này, phân tán ra này. Được chưa nào? Hoặc là hiểu là độ ngẫu nhiên của những đám mây cũng được. Và các bạn hiểu là cái 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 sự phân tán của những đám mây cũng được. Đó, khá là hay đúng không? thì ngoài những đám mây cụm này thì có những đám mây tan những đám mây tan này do gì do những uh, những những đám mây này những đám mây đã tập kết tập kết thì những đám mây này nó sẽ gây ra mưa nhiều hơn nhé còn những đám mây mà tan tan này là do gió phân tán thì đám mây này nó là cái thông số này này coriós Amount này Đó, chúng ta sẽ kéo về để mất hết này kéo lên thì có rõ dần này cái trời chúng ta thấy nó hơi nó hơi bị nhạt thì chúng ta sẽ tăng giảm ở mục image để cho saturation nó cao một chút thì trời nó sẽ xanh hơn để chúng ta sẽ cảm nhận tốt hơn đây à, con trên chính là cái hiệu ứng à, khói của tên lửa và máy bay nhé mình kéo lên này nó sẽ tạo ra một số cái vệt khói của tên lửa và máy bay đây nó bay đây. thấy không cái này nó thêm sinh động tại vì rõ ràng khí quyển thực tế nó phải có mà nó phải có đúng không nhưng mà chúng ta diễn tả thì đôi khi cũng không cần thiết lắm nhìn nó hơi rối trượt này nó sẽ điều khiển cái hướng mây mình sẽ dịch chuyển mây sang trái sang phải sang trước ra sau đây ra trái ra phải ra trước ra sau vô tình đám mây của chúng ta che mất bầu trời thì vị trí của chúng ta sẽ bị dâm nhé thành trời dâm đấy. đấy nhưng mà một khi đã che mất rồi thì tất cả những cái gì đấy tất cả những nói chung cật mặt cả mặt đất này, này. nó bị dầm hết trời dầm hết chứ không phải chỉ vị trí chúng ta đâu những vị trí khác cũng vậy tại vì nó tính toán trong en kết nó không giống thực tế được nếu giống thực tế thì hay quá nếu giống thực tế thì chỗ này bị đám mây che mất thì nó tối chỗ kia nó phải sáng đúng không nhưng mà trong en kết trong 3 d nó không nó khó tính toán cái 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 hình ảnh đó cái kiểu đó cho chúng ta cái kéo làm sao cho nó đẹp là được dịch chuyển thanh chuột này dịch chuyển mây ra trước ra sau này từ phía trước ra phía sau nhưng mà trước sau để phụ nó còn tùy thuộc về vị, vị trí mình đứng cơ đó mình đang đứng vị trí này thì mây nó sẽ điều khiển theo chiều trước trước sau nhưng chúng ta điều khiển không gian ngang ra nhìn ngang ngang ra thì trước sau thì lại thành gì thành trái phải Đấy, nói chung là cứ chủ động thôi được chưa nào ok như vậy là mình đã preview cho các bạn là xong tất cả những thông số về ớt mất phi là thiết lập cái À, môi trường nói chung nhé, môi trường nói chung thì bao gồm có mặt trời, mặt trăng, à, đường chân trời, gió và mây. Ok, sang phiên bản mới thì nó sẽ tách cái phần mặt trời ra một bảng mực khác. Nó cũng không thay đổi lắm, nó vẫn có size, nó vẫn có sunlight, vân vân. Nó chỉ tách ra thành một bảng khác nằm ở phía trên này này. Thì sau này bạn cập nhật các bạn phải nắm được tình hình.